chặt các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Quay 125, nâng cấp lại dàn ngoài với diện mạo mới đầy tông kém. Từ trước nay đã có rất nhiều các bạn dựng về cái chiếc quay 125 đi kiểm xuất hiện trên kênh chúng tôi. Tuy nhiên cái chiếc Honda quay đậu dưới đây vừa được các biker bên Thái chọn lại chứa rất nhiều trang bị đồ chơi thú vị. Nó đặc biệt ra sao, đồ chơi như thế nào, anh em cùng xem chi tiết các bạn dựng hôm nay nhé. Khoác trên mình cái dạng áo tí xíu để không gây cả cứng, người chủ hướng tới phải dùng cái cụm Rainbow Proxy để kết hợp cùng vết tay thắng Cunningham vô cùng nổi bật. Phía trên là bình dầu Rainbow kết hợp cùng với nắp Daytona vàng. Phần cụ tay lái cũng là một siêu phẩm đến từ hiệu của Daytona trên bình. Trang chân trước rất ấn tượng với địa kiểu Rainbow Motoba, lòng vàng, chất đầu cũng hay dọc Rainbow Bobis đó xứng. Được bắt vào cái chân phục bằng cái phách CNC gia công siêu đẹp. Và cuối cùng lại dọc Gaffer, tất cả được cố định bằng rất nhiều ốc roti, làm nên cái dàn chân trước vô cùng nổi bật. Hai bên đốc máy là cái dàn siêu phẩm thương hiệu của Champion, chết qua lăng âm lửa của Tekawa. Bên phải là những chi tiết ốc thầm nhớt của Daytona. Hai siêu phẩm này ước tính giá trị khoảng hơn 1,5 triệu đồng, rất hiếm người chơi ở Việt Nam. Cái dàn chân sau là dùng cho mình cái buộc Showa bình dầu. Đây là một cái thương hiệu cũng rất nổi tiếng, chuyên sản xuất buộc đồ chơi cho các dòng lọt con có lớn. Vespa Supreme khác lạ hơn trong cái bản Racing đến từ Thái Lan. Bên cạnh các bản dựng cổ điển tôn vinh cái sắc đẹp của cái dòng Vespa Supreme, thì ở Thái Lan cái dòng xe này còn được những tay chơi hướng tới phong cách vô cùng đặc biệt, tạo ra những cái con quái vật với tốc độ dùng để so kè với nhau trên đường đua. Điển hình là bản dựng hôm nay. Khoét cho mình bộ tem đấu phong cách độc lạ, tạo ra cái sự kết hợp với ba cảm màu khác nhau đã giúp chiếc xe trông là cứng cáp đã bật hơn xuất hiện ở trên đường đua. Chiếc xe tạo ra phục vụ cho mục đích là tốc độ nên một số chi tiết ở phần áo được tháo bỏ để chiếc xe có trọng lượng nhẹ nhất. Đầu tiên là cái dàn chân trước với điểm nhấn là phần đĩa thắng kiểu dáng Gaffer kết hợp cùng heo dầu đồ chơi 4 bits đối xứng, đem lại cái độ hầm hổ lực phanh mạnh hơn cho cái chiếc xe này. Hệ thống giảm tốc trước cũng được thay mới bằng hiệu của Bitolo bình dầu rời để kiểm soát cái độ ổn định cho dàn chân trước của xe. Bộ phận chân sau sử dụng cho mình một hoardin tích hợp bình dầu rời đi cùng cái đấm chỉnh vàng rất là bật. Dưới chân phục là một cái hốc gió cắt bỏ để lộ những chi tiết bên trong bộ đầu chiếc xe. Có thể nói đây là bản dựng đầu tiên của chiếc Vespa Supreme mà ta thấy ngắm trọn vẹn ngoại hình của cây phục sau. Những trang bị như bộ mâm CC tạo ra cực đẹp, lựa chọn cái gam màu vàng giúp chiếc xe thêm chút hài hòa, vô cánh và nổi bật hơn. Hai thở ứng dụng cho mình cable của OBBA đem lại cái sự âm thanh quy lực hơn cho xe khi người chủ chạy vòng tua lớn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến này và trực tiếp nhớ like, share, subscribe.